Ngọc Cẩm xin được gửi lời chào đến quý khán thính giả đang đến với podcast Phú Mỹ Hưng ngắm lâu cảm sâu. Chuyên mục sẽ mang đến cho quý khán thính giả những câu chuyện về đô thị, con người, từng con đường góc phố ở Phú Mỹ Hưng. Hy vọng rằng podcast Phú Mỹ Hưng ngắm lâu cảm sâu sẽ là một không gian cảm xúc lan tỏa những chia sẻ gần gũi thân thương về một nơi chốn của hết thảy những ai đã, đang và sẽ gắn bó, những câu chuyện chưa từng kể sau hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển, hay những hoài niệm cảm xúc được lưu dấu khi tình cờ ghé qua đô thị. Podcast được phát sóng định kỳ lúc 20:30 vào thứ Sáu hàng tuần trên trang YouTube và Facebook chính thức của Phú Mỹ Hưng. Thưa quý vị, như đã chia sẻ ở số phát sóng trước, trong kỳ này, Ngọc Cẩm xin gửi đến quý vị bài viết đầu tiên trong quyển sách Xin nhận nơi này làm quê hương, được xuất bản vào tháng 9 năm 2005 với tựa đề Dốc hết tâm sức cho sự thành công của dự án. Lời tựa giới thiệu từ ban biên tập. Xin kính đăng dưới đây là những lời phát biểu tâm huyết của ông Lawrence Ting, cố chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn CTND và công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng nhân dịp công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng kỷ niệm 10 năm thành lập năm 1993 năm 2003. 15 năm trước khi chúng tôi đến Việt Nam, cảm giác đầu tiên của tôi là cảnh tượng Việt Nam rất giống với Đài Loan khi tôi đến Đài Loan năm 10 tuổi. Bất luận là phong tục, tình người hay địa hình, địa mạo, Việt Nam đều rất giống với Đài Loan. Vợ tôi thường nói, đến Việt Nam không bao giờ bà có cảm giác là mình ra nước ngoài. Khi có người gọi bà ấy là người nước ngoài, bà thường bất giác quay đầu lại xem có người nước ngoài nào ở phía sau mình không, bởi vì bà hoàn toàn không cho mình là người nước ngoài. Thế hệ chúng tôi là thế hệ trải qua sự thành công và thất bại trong quá trình phát triển của Đài Loan. Thế hệ của chúng tôi cũng là thế hệ mà người đời trước đã từng trải qua sự vất vả mò mẫm đi lên của Đài Loan. Nhưng chúng tôi cũng là thế hệ được nhìn thấy sự phát triển của các nước. Vì vậy, khi chúng tôi có cơ hội đến quý quốc, được gặp các nhà lãnh đạo tốt, được kết bạn, hợp tác tốt với công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận, chúng tôi đã dốc hết tâm sức để dự án chung có thể đi đến con đường thành công mà không có bước nào vấp phải sai lầm. Dự án mà chúng tôi cùng đầu tư, dự án khu chế xuất Tân Thuận đã vinh dự được xếp hạng nhất trong các khu chế xuất, khu công nghiệp châu Á-Thái Bình Dương. Nhà máy điện Hiệp Phước do chúng tôi đầu tư, dưới sự ủng hộ toàn lực của công ty điện lực Đại Đường đã trở thành nhà máy điện đầu tiên tại Việt Nam nhận được chứng chỉ ISO 9002. Kỷ lục trồng rừng 23.000 hectare tại tỉnh Kiên Giang đến nay vẫn chưa ai phá được. Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng ngày càng được các đoàn thể học thuật của Âu Mỹ nhất trí khen ngợi. Với sự ủng hộ hết mình của Cục 2, Tổng Công ty Kiến trúc Trung Quốc, công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng đã tiến lên phía trước một cách nhanh chóng. Tất cả những thành tích này đều được thể hiện cụ thể trước các vị lãnh đạo đã tín nhiệm chúng tôi. Đó chính là kết quả hợp tác chân thành của toàn thể anh em đồng nghiệp. Tôi xin thay mặt toàn thể anh chị em đồng nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, xin gửi đến quý vị lãnh đạo và các bạn đối tác lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng. Vì nhiều công việc mà chúng tôi đã làm đều không có tiền lệ để thực hiện theo, do đó trong quá trình thực hiện có thể gây nên nhiều sự hiểu lầm. Tôi xin thay mặt toàn thể anh em đồng nghiệp gửi tới một số vị lãnh đạo và cư dân lời xin lỗi chân thành, mong được quý vị lượng thứ. Ở Việt Nam, nông dân chiếm 75% dân số cả nước, nhưng sản phẩm nông nghiệp do vấn đề đảm bảo độ tươi sống nên rất khó bán được giá cao trên thị trường quốc tế. Ví dụ như cải xanh trong siêu thị nước ngoài bán được 100.000 đồng trên một cân, nhưng nếu là cải xanh của Việt Nam thì chỉ bán được 20.000 đồng trên một cân. Nguyên nhân chính vì chúng ta còn thiếu rất nhiều khâu như thu thập, chọn lựa, phân loại, trữ mát và vận chuyển sản phẩm. Vì vậy, trong những năm qua, công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận và chúng tôi đã làm việc về vấn đề này, cố gắng xây dựng các khâu nói trên trong khu chế xuất Tân Thuận để nâng cao thu nhập cho một số bộ phận nông dân. Kế hoạch này đã bắt đầu được các công ty lớn của nước ngoài chú ý, những tháng gần đây đã có nhiều sự đột phá. Hy vọng với sự cố gắng hết sức mình, chúng tôi sẽ khắc phục được mọi khó khăn để hoàn thành kế hoạch. Xin cảm ơn quý vị lãnh đạo đã dành thời gian quý báu đến tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, thưa quý vị, có thể nói lúc sinh thời, ông Lawrence Ting được rất nhiều người yêu mến bởi không chỉ ông có tố chất của một người lãnh đạo, một người có tâm và tầm, mà còn là người rất có trách nhiệm và quan tâm đến người khác. Và chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị cảm nhận chia sẻ của gia đình, người thân, những người cộng sự đã từng gần gũi và làm việc cùng ông Lawrence Ting ở những số phát sóng tiếp theo.
Và qua dòng hồi ức đó, quý vị có thể hiểu hơn về những gì ông Lawrence Sting đã để lại cho mảnh đất Nam Sài Gòn này, cũng như tâm huyết của tập thể những người đã chung tay cùng ông Lawrence Sting kiến tạo khu đô thị mang tên Phú Mỹ Hưng. Và trong quá trình kể lại toàn bộ nội dung của hồi ức về ông Lawrence Sting có trong quyển Xin nhận nơi này làm quê hương, chúng tôi rất mong nhận được sự phản hồi từ quý vị hay đơn giản là những cảm xúc về đô thị, cảnh quan, con người và chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng. Và đặc biệt có thể đâu đó trong số những quý vị đang lắng nghe podcast này cũng sẽ có những người đã từng biết, từng gặp gỡ hay làm việc gắn bó với ông Lawrence Sting. Và một lần nữa, thay mặt ban biên tập chương trình, xin gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã lắng nghe podcast Phú Mỹ Hưng ngẫm lâu cảm sâu. Để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung của podcast, quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem sớm nhất các nội dung có trong podcast. Ngọc Cẩm xin nhắc lại khung giờ phát sóng của podcast là vào lúc 20:30 vào tối thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube và Facebook chính thức của Phú Mỹ Hưng. Còn bây giờ, Ngọc Cẩm xin chào và hẹn gặp lại.